và nó thông thái một cuộc pha vô cùng hoa. Chuyện của tôi ngày xưa do ham chơi đùa đòn, bỏ mặc cha mẹ tôi khuyên can tôi hết lời, theo đám bạn đi ba bay. Mày đụng vô ai thì đụng, chứ đụng vô anh em tao là tớ công chuyện mày rồi. Feeling that I can't let go, got my emotions going crazy.